Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Tổ chức MEG hay Major Explorer Group là một trong những tổ chức lớn nhất của The Bike Room, được thành lập vào năm 2012. Họ là những người cố gắng giữ cho những người lang thang trong The Bike Room được an toàn khỏi những thực thể, bẫy và các tổ chức khác nhau. Đồng thời, họ đang tổ chức chiến tranh để tranh giành lãnh thổ với một số tổ chức khác ở các level khác nhau như level 3. MEG có nhiều phân đội cho nhiều nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo an toàn cho những người lang thang. Tổ chức này cực kỳ thân thiện và sẽ cho phép các thành viên mới vào đội được gọi là đội tình nguyện cho đến khi họ sẵn sàng tham gia một đội của riêng mình. Và tất nhiên, MEG đã trở thành một tổ chức lớn mạnh như thế là nhờ sự chỉ đạo của những người sáng lập ra MEG, bao gồm Kat, thủ lĩnh phụ trách trật tự, Andrew, thủ lĩnh phụ trách xây dựng và vận chuyển. Họ đều là những người sáng lập và là những người bạn của nhau, đồng thời được sự tôn trọng của những nhân sự trong MEG. Nhưng có một người thủ lĩnh mà đứng trên cả Kat lẫn Andrew, và tất nhiên là người ấy nhận được sự tôn trọng của tất cả các thành viên trong MEG, kể cả Kat lẫn Andrew. Người thủ lĩnh vĩ đại đó mang tên Shrek, là một thanh niên khoảng 25 tuổi, nhưng anh ta đã là người thành lập nên MEG vào năm 16 tuổi, tức là năm 2012, và thành lập nên một hệ thống quân sự cho MEG vào năm 18 tuổi. Shrek là một người thích khám phá, tốt bụng, quan tâm đến người khác và rất sáng suốt, nên bất kỳ ai trong MEG cũng phải dành một sự ngưỡng mộ cho anh ta. Và giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về sự ra đời của MEG và biến cố năm 16 tuổi của Shrek nào. Sau đây là bản nhật ký của Shrek về sự hình thành của MEG, cũng như nguyên nhân và những biến cố hình thành nên nó. Mời các bạn lắng nghe bắt đầu nhật ký. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi còn nhỏ, trước khi bị ném vào The Back Room. Chỉ có tôi và gia đình của tôi trong căn nhà của tôi. Tôi đã có một ngôi nhà lớn khi tôi còn nhỏ. Phòng ngủ của tôi chứa đầy đồ chơi và mọi thứ đều thuộc về bản chất của nó. Và thậm chí khi tôi đã lớn thì tôi lại không muốn bỏ chúng đi. Tôi cũng sẽ quay lại và khám phá vùng đất rộng lớn mà chúng tôi sở hữu, rừng, hồ và bầu trời nửa đêm. Đó là niềm vui mà tôi đang đắm chìm với những thứ bí ẩn của thiên nhiên. Bạn sẽ không bao giờ biết được thiên nhiên và cuộc sống ban tặng cho bạn những thứ gì. Tôi vẫn nhớ có một khu vực trong nhà tôi, đó là một tầng hầm lớn. Nơi này là một dãy phòng trống rộng lớn và những căn phòng đang xây dở. Dù đã lớn nhưng tôi sẽ vẫn lạc vào đó, chơi đùa và khám phá những vùng đất mới. Theo tôi tưởng tượng là vậy. Và tôi luôn luôn tưởng tượng đó là một ngôi mộ ở giữa sa mạc hoặc rừng rậm, khám phá những bí ẩn mới ở phía trước và tìm kho báu cùng một nhóm người cho một chuyến thám hiểm. Ngay cả em gái tôi, Catherine hay Kat, cùng chơi với tôi. Cha mẹ tôi thường tìm thấy tôi ở dưới tầng hầm và đưa tôi đi ăn tối và cuối cùng là đi ngủ. Tôi có cả một bầu trời, một góc nhìn ở trên trần của căn phòng của tôi, và tôi sẽ ngắm nhìn tất cả các vì sao và bắt đầu những giấc mơ về khám phá không gian. Cuối cùng, những lớp chăn ấm áp cuối cùng cũng đến được với tôi, và tôi chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới vào ngày mai. Trường học là một trải nghiệm thú vị, nhưng vì ngày sinh của tôi đã bị xếp vào một lớp thấp hơn, và tôi đã vượt qua tất cả vì tôi đã biết hầu hết nó. Tuy nhiên, nó đã tạo cho tôi những người bạn mới, những người bạn mà tôi sẽ gắn bó suốt đời, ngay cả khi ở The Bike Room. Họ là nhóm thám hiểm của tôi. Tôi đã nói với họ điều đó khi tôi còn là một đứa trẻ, và điều đó luôn luôn đúng. Tôi là trưởng nhóm, và tôi đã hành động như vậy. Tôi sẽ luôn bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi việc bị bắt nạt và những thứ tương tự như vậy. Tôi đã khá nổi tiếng trong thời gian đó, mặc dù tôi vẫn còn một vài thiếu sót vì không có cái gì là hoàn hảo cả. Chúng tôi luôn luôn chơi trong sân chơi, khám phá những vùng đất mới và gặp gỡ những người bạn mới. Một số gắn bó với chúng tôi không lâu, và đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi đã gặp được tình yêu của đời mình, Michaela. Cô ấy vẫn ở ngoài đó. Tôi luôn cầu nguyện cho cô ấy được an toàn, và tôi hy vọng sẽ gặp lại cô ấy khi tôi thoát khỏi nơi quái quỷ này, hay The Back Room. Chẳng bao lâu sau, năm 2012 là năm tôi 16 tuổi. Bố mẹ tôi đi cắm trại ở một nơi không quá xa nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở đó khoảng một tuần. Nơi đây từng mang danh là chiến trường thời Thế chiến thứ 2. Rất nhiều di tích đã bị bỏ lại một cách cũ kỹ và mục nát.
rất nhiều sự kiện lịch sử đã nằm lại tại đây. Thật vui khi tôi trở lại tuổi thơ của sự khám phá, câu cá, đi bộ, ngồi quanh đống lửa trại với gia đình và bạn bè của tôi, kể lại những câu chuyện hoang đường nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Tôi còn đưa theo cả nhóm của mình đến đó: Andrew, Reed, Jessica và Michaela. Tôi ước tôi không bao giờ mang họ đến đây. Tôi ước điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả chúng tôi đều thấy vậy. Thế nhưng chúng ta không thể để điều này làm chúng ta thất vọng được. Vài ngày trôi qua, Catherine, em gái của tôi, đi vào rừng. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều và trời đang tối dần. Vì tôi muốn em ấy được an toàn và đồng thời cũng có báo cáo về những con gấu xung quanh khu vực này. Khi tôi nhìn thấy em ấy bắt đầu đi, tôi bảo em ấy đợi tôi và cuối cùng tôi cũng đến được chỗ em ấy. Tôi nói với em ấy rằng trời sắp tối rồi và em ấy bắt đầu kể cho tôi về truyền thuyết kho báu thời Thế chiến thứ hai được chôn ở đây, trong khu rừng này. Nó đã cho tôi một sự kích thích nhất định. Tôi cần biết kho báu này ở đâu. Chúng tôi đi bộ khoảng 20 phút cho đến khi một thứ gì lầm rung chuyển bụi cây bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi sợ hãi. Tâm trí tôi đang tuôn trào với tất cả loại suy nghĩ: gấu, một con nai, một con sói. Tôi chuẩn bị sẵn sàng và nắm lấy Catherine và chạy. Nhưng khi tôi nhìn lại, đó là một trong những người bạn của chúng tôi. Chính xác là Andrew, Reed và Jet. Tôi thở phào nhẹ nhõm với những gì vừa xảy ra. Họ giải thích rằng họ lo lắng cho chúng tôi và đi ra ngoài để tìm chúng tôi. Tôi hỏi Michaela đang ở đâu và họ trả lời rằng cô ấy đang nấu một bữa ăn cho chúng tôi ở trong trại. Không biết cô ấy đang nấu món gì, tài nấu ăn của cô ấy luôn tuyệt vời. Chúng tôi đi bộ trở lại và nhìn xung quanh cây cối và bụi rậm. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Thế nhưng chúng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Khói lửa trại của chúng tôi vẫn còn ở đằng xa, nhưng nó không bao giờ đến gần chúng tôi hơn được nữa. Và đó là khi Andrew đã nói một điều gì đó mà tôi sẽ không bao giờ quên. Reed đâu rồi? Một dòng duy nhất đó và mọi thứ đang diễn ra đều để lại một dấu ấn trong trí nhớ của tôi. Tôi vô cùng sợ hãi. Chúng tôi sẽ đi tìm Reed. Và tôi đang lan man về những gì có thể xảy ra. Cách suy nghĩ của tôi đang bị phá vỡ. Và sau đó tôi nhìn thấy nó. Một nụ cười phát sáng với hàm răng sắc nhọn ở đằng xa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi sợ hãi. Thế nhưng tại sao trong tôi lại đầy tức giận thế này? Tôi không biết tại sao. Tôi không thể nhớ nhưng tất cả những gì mà tôi có thể biết, tất cả những gì hiện ra trong đầu tôi, đó chính là: có phải nó đã cướp Reed khỏi chúng ta không? Tôi tức giận. Tôi chạy về phía thứ đó với một nhánh cây, sẵn sàng để tấn công nó. Và tôi đã không suy nghĩ thẳng thắn. Tôi biết tôi không nên làm điều đó. Catherine bắt đầu đuổi theo tôi, hét lên và bảo tôi quay lại. Em ấy khóc. Em ấy muốn tôi được an toàn. Và cũng như tất cả chúng tôi đều bối rối. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng hét của Jess. Tôi quay lại và thấy em gái mình, cái quái gì thế này, rơi xuyên qua mặt đất như thể không có gì ở đó. Tôi dừng lại và bắt đầu chạy ra đó, cố gắng đào bới, xới tung tất cả cỏ và bụi bẩn lên cho đến khi Andrew kéo tôi đi và hét vào mặt tôi: chúng ta cần đi ngay bây giờ. Chúng tôi bỏ chạy. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Đó là khi chúng tôi đi đến một ngõ cụt. Tôi nghĩ rằng mình sắp tiêu đời rồi. Thì đột nhiên tôi nhìn thấy một cánh cửa ở trên đó. Không còn cách nào khác, chúng tôi mở cánh cửa đó ra và chạy vào trong. Bên trong nó giống như tầng hầm của chúng tôi, một loạt các sảnh và phòng trống, nhưng nó vô tận với những bức tường màu vàng lặp đi lặp lại. Tôi không bao giờ muốn ở đây. Không ai trong chúng tôi muốn điều này cả. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của Catherine gần đó. Chúng tôi chạy đến chỗ em ấy và thấy em ấy đang nằm trong tư thế con người và đang khóc. Điều này là quá đủ cho tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi ngồi đó ôm em ấy. Ai đó đang đến từ một góc của hành lang. Đó là Reed. Tất cả chúng tôi đều chạy đến chỗ Reed. Thế nhưng Reed không phản ứng. Cậu ấy trông rất sốc, không muốn nói chuyện, không muốn làm gì cả, chỉ ngồi đó và suy nghĩ. Chúng tôi cũng không thể nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Thế nhưng tôi đã có được những gì tôi mong ước: một chuyến thám hiểm mà chưa ai từng làm, một điều gì đó khó tin và không rõ, nhưng nó lại thật tuyệt vời. Chúng tôi đã lang thang trong đây nhiều ngày
nhưng chưa bao giờ chúng tôi hết đói và khát, cũng như việc chúng tôi mất ngủ. Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ nhau một mình. Chúng tôi sớm tìm thấy những vật dụng khác do con người để lại. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không đơn độc ở đây. Và tất nhiên, trong đầu tôi lại hiện lên một câu hỏi: liệu chúng ta có đang đơn độc không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Chúng tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng la hét ở gần đó. Khi chúng tôi đi xem, chúng tôi nhìn thấy một thực thể hình người cao lớn, nhợt nhạt. Đó là thực thể số 10, Skin Stealer. Chúng tôi đã cố gắng tấn công nó vì nó đang cầm chặt vào chân trái của một cô gái vô danh đang gào thét thảm thiết. Chúng tôi tấn công nó bằng tất cả những gì mà chúng tôi có. Reed đã tìm thấy một chiếc xà beng vào 2 ngày trước đó. Anh ta tấn công thực thể đó trong khi tôi và Andrew giữ chặt 2 cánh tay của nó từ đằng sau để Reed có thể giáng nhiều đòn nhất có thể. Nhưng thứ đó mạnh đến mức nó đã hất văng Andrew băng qua hành lang chỉ bằng cánh tay phải. Và sau đó nó đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi bị văng ra ngoài trong vài giây. Trước khi tỉnh lại thì Reed đang bị tấn công và cuối cùng thứ đó hất văng Reed qua các bức tường. Chiếc xe beng của anh ấy bay tới chỗ tôi. Khi tôi vừa đứng dậy, Jessica đã tiến đến và tấn công nó, thế nhưng cũng vô vọng. Và rồi tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang lộ ra trên cơ thể của nó. Nó giống như một điểm yếu. Ngay trước khi nó kịp làm gì cô gái, tôi đã dùng xà beng đâm vào lưng nó vào ngay đúng điểm đó. Nó đột nhiên đứng yên và rồi ngã xuống, biến mất. Chúng tôi đã làm được. Tôi hỏi cô gái rằng cô gái có sao không. Cô gái nhìn tôi lo lắng rồi mỉm cười nhẹ nhõm và nói: vâng, tôi ổn, cảm ơn bạn. Tôi nhìn lại xem những người còn lại có ổn không. Reed đã có thể đứng dậy, nhưng Andrew thì vẫn đang bị gục. Reed và Jet đã kiểm tra và rồi nói rằng anh ấy sẽ ổn. Chúng tôi hỏi tên của cô gái và biết rằng cô ấy tên là Megan. Sau đó, chúng tôi hỏi cô ấy có muốn tham gia nhóm của chúng tôi không, và cô ấy vui vẻ chấp nhận. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ, cứu nhiều người và gặp gỡ nhiều nhóm. Sau một tuần, nhóm của chúng tôi đã có thêm 2 người nữa là Jack và Randy. Một lần, chúng tôi bị tấn công bởi thực thể số 3, Smiler. Dù chúng tôi đều có vũ khí để phòng thân, thế nhưng Smiler dường như có một cơ thể vô hình. Nó mạnh hơn chúng tôi. Thậm chí Jet và Andrew còn bị nó cắn và vẫn may mắn sống sót. Và sau đó, chúng tôi đã đánh lạc hướng nó bằng một nguồn sáng và sau đó bỏ chạy. Chúng tôi càng ngày càng trở nên tuyệt vọng và hoang tưởng khi nhìn thấy xác của những người xấu số đã bị thực thể này giết. Và lúc đó, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của mọi người, dù tôi biết điều này là rất mạo hiểm, thế nhưng họ cần một người thủ lĩnh, một ai đó để có thể khuyến khích họ. Vì vậy, tôi đứng dậy và bắt đầu nói: có rất nhiều người đang bị mắc kẹt trong đây, rất nhiều. Ta không biết bất kỳ ai trong số họ, thế nhưng những người đó cần được giúp đỡ. Chúng ta cần phải giúp họ. Nhiều người có lẽ đã chết một cách đau đớn. Nếu chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây, tại sao không làm cho nó an toàn hơn? Tại sao không khám phá tất cả những bí ẩn mà chúng ta phải mở ra? Tại sao lại phải ngồi ở đây khi chúng ta có thể cứu hàng trăm, không, hàng ngàn người? Tôi biết nó có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cố lên. Chúng ta đã tạo ra tình bạn của chúng ta từ việc khám phá những bí ẩn của thiên nhiên. Reed, Jessica, Andrew, các bạn đã ở bên tôi bao lâu? Tôi có thể nhớ. Hãy nhìn những gì mà chúng tôi đã làm. Megan, Randy, Jack, chúng tôi đã cứu các bạn. Nếu chúng ta có thể làm được những điều đó, chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Khi còn bé, tôi đã luôn mơ ước được khám phá và tìm ra điều vĩ đại nhất mà chưa ai từng khám phá ra trước đây. Vì cả cuộc đời này, tôi luôn tin rằng trong những góc tối nhất luôn luôn có một tia sáng. Chỉ cần chúng ta đi theo nó, chúng ta sẽ trở thành tia hy vọng của họ. Và từ đó, MEG được sinh ra. Tôi là Shrake, mang mã hiệu Overseer A, lãnh đạo của MEG. Sau 9 năm tìm hiểu và khám phá, chúng tôi đã trở thành tổ chức lớn nhất trong The Backroom, với nhiều phân đội bên cạnh chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho The Backroom an toàn với tất cả những người lang thang, và cuối cùng sẽ tìm ra được một lối thoát cụ thể. Khám phá những điều bí ẩn chính là công việc của chúng tôi. Chúng tôi là hy vọng. Chúng tôi là MEG. Chúng tôi sẽ giữ cho bạn an toàn. Và đó là nhật ký của thủ lĩnh Shrake về sự thành lập của MEG và biến cố năm 16 tuổi của anh ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.